Để đối mặt với một tên Magia sử dụng sức mạnh của loài mực cổ đại, hắn ta tạo ra những xúc tua bám lên người của Zero One trong quá trình chiến đấu. Rising Hopper với đòn Carbon Strike cũng không làm gì được tên Magia này. Với dữ liệu của mình, Izu đã chế tạo cho Aruto chiếc Raikki mới với dữ liệu của loài cá mập mang tên Biting Shark, cắn phá tan cả bê tông. Tạo hình của chiếc Raikki cũng như là tạo hình của form Zero One cũng là một màu xanh nhạt. Thiết kế của form khá đặc biệt cũng đại diện cho Zero One tách bỏ của Rising Hopper. Điển hình nhất là gương mặt của Zero One sẽ tách đôi và xoay xuống phía dưới. Gương mặt mới của Biting Shark sẽ được thay thế. Trong phim, khả năng của Biting Shark chỉ là chiến đấu cũng như là cắt đôi những đòn tấn công của tên Magia mực cổ đại. Với tạo hình là loài cá mập, tất nhiên khả năng bơi lội cũng là phần không thể thiếu với form Biting Shark, nhưng vẫn chưa có nhiều đất diễn trong series chính. Những khả năng nổi bật của Biting Shark là găng tay cá mập. Nó là hai phần sắc nhọn cùng với đôi chân của anh ấy tạo ra những đường chém cắt đôi tất cả những vật thể tấn công anh ta. Những bộ phận khác trên toàn bộ cơ thể cũng được tích hợp những bộ phận của cá mập, giúp cho việc bơi của Biting Shark là việc vô cùng đơn giản. Ngoài những đòn tấn công sắc bén như hàm cá mập, thì đòn Finish cũng tạo chúng ta sức mạnh của bộ hàm sắc nhọn mang tên Biting Impact. Cánh tay của Zero One được cường hóa, sau đó mọc ra hàng chục chiếc vây nhìn giống như hai hàm răng cá mập, hất tung kẻ thù lên không trung và nhảy theo chúng, cắt đôi kẻ thù.